Xin chào quý vị các bạn. Tiếp nối series giới thiệu những linh kiện cấu thành lên BlackBerry Q10. Hôm nay di động cao cấp.vn giới thiệu với bạn phần loa ngoài của điện thoại BlackBerry Q10, sửa chữa lỗi liên quan đến phần loa ngoài của BlackBerry Q10 bị lỗi hỏng rè ú do rơi va đập, do rơi vào nước gây ra hiện tượng loa ngoài bị rè hỏng không nghe được. Trên tay mình đây là loa ngoài của BlackBerry Q10. Đây là cả cụm phần loa ngoài BlackBerry Q10. Khi hàng gặp sự cố liên quan loa ngoài của Q10, kỹ thuật viên của di động cao cấp.vn sẽ tư vấn và hướng dẫn quý vị các bạn thay cái phần loa ngoài. Loa ngoài của BlackBerry Q10 chính hãng tại di động cao cấp.vn. Đây là cả cụm loa ngoài. Thông tin thêm về dịch vụ sửa chữa bảo hành điện thoại BlackBerry Q10. Quý hàng vui lòng truy cập website www.didongcaocap.vn hoặc liên hệ đường dây nóng 04 66 75099. Kỹ thuật viên của di động cao cấp.vn sẽ tư vấn hướng dẫn cụ thể cách khắc phục các lỗi sự cố liên quan đến BlackBerry Q10 của quý hàng. Xin cảm ơn quý vị các bạn đã xem video của di động cao cấp.vn, địa chỉ cung cấp dịch vụ sửa chữa bảo hành điện thoại BlackBerry hàng đầu hiện nay.